đéo đâu được anh. Đường này nó thấy chân luôn mà. Đường này toàn là mọi người rồi. Nó gọi người, nó cầm điện thoại nó gọi rồi. Nó gọi người rồi. Nó đang cầm. Tôi ra đây hả? Chồng như nào? À mày món thôi. Đạt vừa. Đợi luôn. À Đạt. Tên là giấy đốt cháy cũng chỉ tàn cho đời ấm no khi hai tay ta buôn tay chưa tiền. Mình nghèo khó chi dám đứng đo, bạn ngó lơ ta vô tâm trong mọi cuộc vui. Từng dòng suối vách đá vẫn chảy chiều xuôi, mình cố tâm chăm lo vươn lên không đè đá bỏ. Gặp đồ xuống đi Đạt ơi. Gặp đồ xuống đi, vào làng rồi. Đường này nó thấy chân luôn mà. Toàn nó gọi người, nó cầm điện thoại nó gọi rồi. Nó gọi người rồi. Nó đang cầm. Tôi ra đây hả? Chồng như nào? À mày món thôi. Đạt vừa. Đợi luôn. À Đạt. Sao à? Đi đâu mà? Nhưng mà đéo cầm đồ chịu thôi. Tôi vừa vụt được một cái điên lên rồi ai biết được. Thật lúc điên lên rồi không ai biết được. Như phải lé xe nó ra. Nó vẫn chơi người mà. Vụt lại nó bảo đuổi. Im mà đéo dậy được. Nó đéo cả dậy được mà. Bao nhiêu người lớn đấy sợ. Tóm lại là hôm nay cho nó chừa luôn. Đây là tội vụt được, mới vụt được một thằng. Đuổi, đéo đuổi được mấy thằng kia như. Vụt luôn. Đường mỗi cái thằng bạn vụt nó bị ấy chân đấy. Anh Hoàng chỉ vụt tầng kia. Mỗi cái thằng ở đội nó. Anh Hoàng chỉ vụt thằng béo luôn đi nữa. To. Thằng kia thằng béo vụt vào lưng nó á, chắc kéo phần gì. Thằng vụt nhiều phần gì. Vụt giải nó dậy đi nè. Mỗi thằng áo trắng đi. Hoàng vụt. Vụt quá tầng. Thằng Hoàng vụt cho mày à? Anh mày không dám vào vụt vào chân mà. Nữa. Nó làm luôn. Bạn vụt quả vào chân tôi thấy sưng rồi. Bà, đấy rồi. Tôi này vụt vào chợ cái sưng trên bắt đùi. Thân gì? Trong chân gãy mà. Chân mày vụt biết không? Chân mày đấy. Chặt rồi. À, vụt. Phải với riêng bọn dân quân ý. Bố mẹ nó đéo dạy được anh em mình dạy. Mà đương nhiên nó thả la nó bà cầm đồ. Hoàn toàn nó gọi người rồi. Cái gì hải rơi đất mình rồi. Nó cầm máy nó gọi người rồi. Em có mấy gì ạ? Đi. Mẹ em cứ nói Hải Dương quen. Con tử ba tư của các bé. À, Hải Dương City đấy ạ. À? Lô 1 Hải Dương này. Đi đây.
ngồi. Giờ san chè ngồi. Giờ về luôn để lao nó vào nhà mình luôn mà. Ra đâu ngồi, không giờ về là nó về nhà mình luôn đấy. Đấy, 50-50 như thế. Còn thằng kia là làm bền thế rồi. Không đi viện lạ.